Vâng, Điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Trong video ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong lại test âm và cung cấp đến các bác những cặp loa bãi xịt B3 G215 bát 40 và đép kèn, dòng loa cao cấp vừa hát karaoke vừa nghe nhạc rất là hay. Loa bãi xịt của B3 bát 40 và đép kèn, vâng, model là G215, công suất là 350W một quả, trọng lượng là 34kg một thùng, hàng rất là chất, to cao vạm vỡ. Đây là một anh hùng to cao đẹp trai. Đó là những cặp loa bãi xịt B3 G215. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ Điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096. Em giao hàng toàn quốc, hàng rất là đẹp, loa trong tình trạng nguyên zin của nhà sản xuất và ngoài còn đẹp xuất sắc. Và ngoài đẹp xuất sắc, thùng 5 cạnh, thùng gỗ ép 9 lớp và sơn sần bóng là đặc trưng của dòng loa bãi xịt B3, cho chất âm rất là hay. Các bác phải lưu ý là cái riêng về loa, cái thùng của nó rất là quan trọng thôi nhé, thùng của nó rất là quan trọng. Đặc trưng của dòng loa bãi xịt B3 là thùng gỗ ép 9 lớp và sơn sần bóng rất là đẹp và cho chất âm cực hay. Đấy, thùng từ màu lông chuột, từ của tép là từ 170, tức là cái từ rất là khủng, quả tép nặng, rất là nặng và gấu. Thế các bác đánh rất là hay và phân tần của nó to như một quyển sổ học sinh luôn, quyển vở học sinh luôn, rất là to, phân tần rất là đẹp và gấu. Đó, mặt căng này, mặt sắt này. Đây là chiếc này Cao Phong để nguyên cả căng để ngắm nhìn nhé. Căng, một logo B3 bát 40, gân vải lụa tẩm dầu. Đây, một chiếc em tháo căng này, các bác nhìn đẹp chưa, rất là đẹp luôn. Đó, bát 40 này, gân vải lụa tẩm dầu. Đấy, gân còn rất là dính tay này, nên khi các bác đánh công suất lớn mà được những gân vải lụa tẩm dầu này thì độ bền của nó rất là cao và sức chịu đòn rất tốt. Nón lồi và còn zin nguyên bản. Đó, đẹp từng cm một luôn. Phễu tép kèn và hai lỗ thoát hơi hai bên. Đó, rất là đẹp luôn. Vâng, cực chất, em quay xa các bác ngắm nhìn tổng thể này. Đó, một logo B3, dòng loa được các bác đánh giá rất là cao trong những năm vừa qua, nghe nhạc rất hay và hát karaoke cực chất luôn. Dòng loa này khuyến khích cho bác dùng những căn phòng dao động trên 20m2 thì cực kỳ hay. Trên 20m2 đấy, hoặc là các bác có thể làm sự kiện sân khấu ngoài trời, tức là phạm vi sử dụng của nó rất là rộng. Đấy, quay kỹ cho các bác ngắm nhìn cái thùng vách của nó cực kỳ đẹp này. Các bác lưu ý nhá, một điểm 10 cho các bác về thùng vách luôn, điểm 10 cho các bác về thùng vách luôn, rất là đẹp. Đó, thùng thiết kế 5 cạnh nên phạm vi sử dụng các bác rất là rộng. Các bác có thể để đứng như này, quay ngang chứ. Đấy, hoặc là các bác có thể treo loa. Rất là đẹp luôn. Dòng loa cực kỳ đẹp, để em quay thì chưa đẹp chưa các bác nhỉ? Rất đẹp đúng không ạ? Hai bên có lỗ để các bác lùa và vận chuyển nhá. Đó, rất đẹp. Đây là thông số phía đằng sau. Đây là thông số phía đằng sau, logo thông số phía đằng sau nhá. Các bác nhìn này, G215 B3 3. Tem mã số ba vạch, tem QC pass. Đó. Trọng lượng 34kg một thùng này. Công suất là 350W. Ngõ vào ra bằng rắc níu chích, hàng bãi xịn, em bao xịn cho các bác. Nội thất, ngoại thất bao đẹp luôn. Rất là chất luôn. Vâng, các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với Điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096. Số điện thoại thường xuyên liên lạc của em là 077226096. Vâng, dòng loa này là dòng loa cực sáng tiếng luôn. Đấy, lời của nó rất là sáng, hát karaoke và nghe nhạc rất là hay. Sau đây em nhích cái volume lên một chút. Các bác xem video, mời các bác đăng ký kênh để ủng hộ em. Và chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Vâng, cảm ơn các bác.